Hey, chào mừng bạn đến video clip số 15 của tôi. Đây là video cuối cùng, là lời kết tôi muốn dành cho bạn. Đầu tiên thì tôi muốn đưa cho bạn một thông điệp quan trọng nhất, đó là mục tiêu. Tôi luôn đặt ra một mục tiêu cho mình. Giả sử bây giờ tôi quyết định một ngày tôi đi bộ từ đây ra đến cầu Trần Phú, thì ngay lập tức tôi sẽ đứng dậy và đi bộ ra cầu Trần Phú. Tại sao tôi đặt mục tiêu đó? Là bởi vì tôi vẫn muốn nhắc lại, khi tôi đặt mục tiêu thì đầu của tôi sẽ tập trung vào mục tiêu đó, trái tim của tôi sẽ háo hức về mục tiêu đó, và toàn bộ cơ thể của tôi vận động như một quán tính đi về mục tiêu đó. Và nếu như tôi không có mục tiêu đi ra cầu, không đi ra cầu Trần Phú, không đi theo cái đích mục tiêu mình đã đặt ra, thì bạn biết rồi đấy, hoặc tôi sẽ ngồi chơi game, hoặc tôi sẽ làm một việc Uber đọc sách, hoặc tôi làm một việc gì đó. Có mục tiêu là điều quan trọng nhất. Bạn có thể có mục tiêu cao hoặc thấp, tôi không quan trọng. Nhưng cái quan trọng, bạn cần phải có một mục tiêu. Sau khi thực hiện được một mục tiêu, dù rất là nhỏ, bạn cần phải có một mục tiêu tiếp theo. Tôi luôn yêu cầu bạn phải có một mục tiêu tiếp theo, và cuộc đời của bạn luôn có những mục tiêu và hoàn thành những mục tiêu, bạn sẽ cảm thấy những niềm vui trong cuộc sống. Đó là yêu cầu đầu tiên khi bước vào một ngày môi giới này. Yêu cầu thứ hai, sự nhiệt huyết. Tôi đề nghị bạn phải nhiệt huyết. Nhiệt huyết nó giống như một ngọn lửa cháy ở trong tim mỗi người, nhiệt huyết hăng say làm việc. Bạn đi làm giàu cho mình, đừng bao giờ chờ tôi nhắc bạn phải thức dậy, đừng bao giờ chờ tôi động viên cho bạn sắp giàu rồi cố lên, đừng bao giờ chờ tôi nói với bạn rằng là đừng buồn về chuyện gì cả, đừng có thất tình nữa, đừng có chán nản nữa, đừng có mệt mỏi nữa. Bạn làm giàu cho bạn, bạn đừng chờ đợi cả. Và bạn không đáng được giàu nếu như bạn còn phải để tôi nhắc nhở. Hãy luôn luôn giữ cho mình một lòng nhiệt huyết hăng say, không phải vì bất kỳ điều gì trong trái đất này làm có thể thiêu đốt được cái lòng nhiệt huyết của bạn. Bạn phải luôn luôn nhiệt tình, luôn luôn hăng say và đam mê tới cháy bỏng để theo đuổi mục tiêu. Và bạn hình dung như thế này. Nếu bạn mất đi lòng nhiệt huyết, bạn sẽ bị chìm đắm trong những cái thú vui. Thí dụ như bạn sẽ chơi game, bạn sẽ xem video, bạn sẽ làm hàng trăm thứ đầy chán chường, đầy mệt mỏi. Bạn đã đánh mất linh hồn. Bạn thực ra đã chết lâm sàng. Bạn chết nhưng chưa được chôn. Linh hồn của bạn đã chết, tâm hồn của bạn đã chết, và chỉ còn thể xác chưa được chôn thôi. Bạn đừng nghĩ rằng bạn đang tồn tại. Một khi mất đi lòng nhiệt huyết, bạn chỉ còn một cái xác vô hồn, linh hồn của bạn đã bị bán cho quỷ dữ. Hãy giữ lòng nhiệt huyết, hãy yêu cái cuộc đời này và hãy hăng say với nó. Đó là thông điệp thứ hai tôi yêu cầu bạn trước khi bước chân vào lĩnh vực này. Cái điều thứ ba tôi yêu cầu đó là kỷ luật. Hãy dậy sớm mỗi ngày, hãy tập thể dục mỗi ngày để giữ sức khỏe, một cái sức khỏe tốt nhất. Hãy luyện giọng của mình mỗi ngày để cho mình có nhiều chất giọng quyến rũ nhất. Hãy tập trung đi lấy giỏ hàng, hãy tập trung ngày nào cũng cần có một giỏ hàng, ngày nào cũng có được 5-6 giỏ hàng, cần có 200 giỏ hàng, 300 giỏ hàng. Đó mới là một người có kỷ luật tốt. Và hãy đảm bảo đăng 25 tin mỗi ngày, đăng trên 25 kênh khác nhau. Đó là những yêu cầu bắt buộc để bạn trở thành một dân siêu chuyên nghiệp. Kỷ luật, bạn muốn làm giàu cho mình, đừng bao giờ chờ tôi nhắc bạn dậy sớm đi. Đừng bao giờ nhắc đợi một người nào nhắc bạn là phải làm việc này, phải làm việc kia, đã đăng tin chưa, đã gặp gỡ khách hàng chưa, đã đi lấy giỏ chưa. Đó là những việc mà bạn cần phải kỷ luật bản thân nếu bạn muốn trở nên giàu có. Còn nếu không, bạn chung thủy với nghèo kiết xác, nghèo truyền đời. Bởi vì tại sao? Bởi vì chính bạn không hề có kỷ luật. Và nếu như không có kỷ luật, bạn sẽ không có sức mạnh, bạn sẽ không có một kết quả nào cả. Đó là yêu cầu thứ ba của tôi nếu bạn muốn bước chân vào lĩnh vực này. Yêu cầu thứ tư, đó là sự kiên trì, kiên gan. Bạn phải chăm chỉ mỗi ngày, không thể ngay lập tức bạn biết được giá cả tất cả các khu vực, không thể ngay lập tức bạn có tất cả thông tin khách hàng, không thể ngay lập tức bạn hiểu biết được thị trường, cạnh tranh, các đối thủ của mình là ai. Bạn cần rất nhiều thời gian, chỉ có sự kiên gan. Một người đầu hàng, một người bỏ cuộc, chắc chắn là một người thua cuộc. Có một cái câu rất là rõ ràng, winner never quit, quit never win. Tức là nếu bạn rời cuộc chơi, bạn không bao giờ chiến thắng nữa, bạn đã trở thành kẻ thua cuộc. Còn người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc. Bạn cần có một sự kiên gan, cần có một sự quyết liệt. Theo thời gian, bạn chỉ cần chăm chỉ thôi, bạn không thể lười được đâu. Bạn mới có được những cái sản phẩm tốt, bạn sẽ hiểu giá cả của từng khu vực. Và đặc biệt, bạn sẽ có một data khách hàng đủ lớn
và bạn sẽ kinh doanh trường tồn trong lĩnh vực này thôi. Sự kiên gan, đó là yêu cầu thứ tư của tôi. Và yêu cầu cuối cùng, học và làm. Một video của tôi có thể rất ngắn gọn, một video của tôi có thể chia sẻ với bạn chỉ vài lời, nhưng để bạn thẩm thấu hết được tất cả những gì tôi nói, nó cần rất nhiều thời gian và sự trải nghiệm. Nếu như bạn không có sự trải nghiệm, bạn sẽ không hiểu những gì tôi nói. Cho vậy, bạn học được lần này, bạn hãy làm đi. Làm sau đó, một tuần sau, một tháng sau bạn lại học lại. Học lại xong bạn lại làm đi. Làm xong bạn lại học lại. Mỗi một lần học, tôi dám khẳng định với bạn, bạn lại thấm thêm một chút, hiểu thêm một chút, kinh nghiệm thêm một chút, giỏi thêm một chút. Và học tập cũng chính là kiếm tiền. Không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội để tiếp thu những lần kiến thức như thế này đâu. Cũng không phải lúc nào bạn cũng có thể có cơ hội để học được những cái người truyền cái cơ hội kiếm tiền cho bạn đâu. Học tập là một cơ hội kiếm tiền và cũng là thứ có thể giải phóng tư duy của bạn, giải phóng tình hình tài chính của bạn, và phải có cơ duyên. Cũng giống như học võ công ngày xưa vậy, nếu không có cơ duyên bạn sẽ không gặp được đâu. Chúc bạn thành công. Hẹn gặp bạn ở những khóa học tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.